Đám tang 15 người thiệt mạng tai nạn xe bus tại Brazil, tin từ Porto, Niao Nao và Campo Alegre, Brazil. Buổi lễ an táng 15 người bị thiệt mạng trong tổng số 51 nạn nhân tai nạn xe bus hồi cuối tuần qua tại miền Nam Brazil đã được tổ chức vào ngày hôm qua. 7 nạn nhân khác được gia đình đưa về nhà chôn cất là người trong cùng một gia đình gồm đôi vợ chồng và các con cùng với cô và cháu ruột. Thi thể của các nạn nhân đã được nhận dạng tại nơi xảy ra tai nạn gần Joinville thuộc tiểu bang Santa Catarina ở phía đông Brazil. Các thiện nguyện viên đã góp sức giúp thành viên của các gia đình nạn nhân thuộc một cộng đồng. Thi thể của các nạn nhân đã được đưa đến 5 nghĩa trang khác nhau để chôn cất. Chiếc xe bus lâm nạn khi đang trên đường chở một nhóm tín đồ Kitô giáo từ tiểu bang Paraná đi dự một buổi lễ vào hôm thứ Bảy 14 tháng 3, không may thì bị rơi xuống vực sâu 50 mét tại Santa Catarina. 8 người may mắn sống sót được đưa ra khỏi đống đổ nát, 7 người còn nằm điều trị tại bệnh viện gần thành phố Joinville và một trẻ em đã rời bệnh viện. Nguyên nhân gây tai nạn hiện chưa được xác định và cảnh sát nói có vẻ như là chiếc xe bus bị đứt thắng khi đang lao xuống đèo.